一下楼。Tết rộn ràng, hồ vàng phát lộc. Cơ hội quay số trúng thưởng với 90 xe Yamaha, 90 chỉ vàng SJC và 1.000 thẻ cào điện thoại. Lì xì 2 triệu đồng khi mua Grande và Genus, 7 triệu đồng khi mua Frigo S và 5 triệu đồng khi mua Frigo. Anh tự nghĩ ra một con nào mới anh em chưa đánh đi. Đi xin. Chưa bao giờ đánh ấy. Lý xin cái gì? Lý xin ra van cực khỏe. Lý xin ra van à? Mày tin mai chơi. Mày tin anh đi. Thôi Lý xin để đánh con khác. Đấy con gì? Em đang nghĩ con nào là Lý xin à? Lý xin là có đắp quy. Đắp quy. Em đánh con ra van em combo vào cái anh đúp theo là win. Ok chưa? Là win. Vinh không chưa? Ban là win. Ban à? Hoặc ra van là win. Ban hoặc ra van là win. Thế thôi. Anh thích cặp mà gọi là Javan với cả không không được đấy. Anh em phải tin bọn tôi, Tôi nói thật. Trình cao. Với mấy anh em, trình bọn tôi cao lắm. Ghê. Cùng cho anh xin bộ PC cùi anh chơi game á. Ê anh bảo đi đây. Hai anh em lúc bụi là lộ, ok chưa? Ok. Em chỉ cần đánh tay Quy một cái. Anh quy có, một phát. Có xét tôi nghe mà e đánh nhanh lắm. Ừ e cũng được tùy. Dẫn ngu nhìn chó nha. Ghét thế nhỉ. Theo anh ai đang ở streamer trình cao nhất server Việt Nam á? Cũng mặt đi gì? Streamer trình cao nhất nói chung là anh cũng không biết nữa ấy. Nhưng mà anh nghĩ là Vcom TV. Really nigga. Anh nghĩ là Vcom TV đó. Để mà một tuần lên thách đấu thì cũng ít người làm được á. Anh Vy bảo mà anh Vy không giỏi solo. Cái game Liên Minh Huyền Thoại này nó không phải là game solo anh em hiểu không? Nha, không phải game solo nha. Cái mà Vy có ấy là tư duy đỉnh cao. Đó là movie. Thôi ông im mồm đi. Nó là cái nhịp. Ok chưa? Cái nhịp thì vào. Thôi. Không vào được. Nó hai ăn lồng là cút. Từ. Nó không cộng lồng đâu, ai rơi ba cộng lồng đấy gì là cũng đắp mà. Em yên tâm đi, không cộng đắp cái cút. Hai chung. Đấy, hai. Combo. Từ. À để combo coi cái nó phải vào nhịp. Combo đi. Combo đi. Combo đi, on in được. Thằng này đi. Hai gì? Hai. Bé quy đấy. Đấy, 3 giây, 5 giây, 4 giây, ok. Lộ combo đây, combo đánh đúp. Thôi được rồi, đi thôi. Thôi được rồi, anh Linh á. Em khỏe lắm, anh gì đúp anh. Này anh Duy, em biết được cái rồi. Đừng vào đây rồi em. Yên tâm, nhiều mà, nhiều quy mà. Ê đi qua để giết Vega. Đi qua giết Vega trước. Ok chưa? Để mana giết Vega nhá. Ok. Hiểu không? Vào. Hai anh Trung về, Trung ơi. Con nó lầm cả hai thằng kìa. Anh rất là hợp lý. Hay mà em Trung cứ combo là anh đúp lên là win. Thì là em úp lồng là anh rút ra khỏi lồng là binh. Em úp lồng là anh đá vào lồng là binh. Anh có bao giờ tưởng tượng cái đấy chưa? Cái gì cơ? Nói gì cơ? Cái úp lồng một thằng anh đán rớt thằng bên kia vào lồng ấy. Ok, được, hiểu. Ok, em thử cái xe bài. Từ đóng băng ấy. Đóng băng hả? Rồi, được rồi, đừng cao lên. Đừng cho hit grab nha. Anh em đánh. Đấy, bây giờ rồi. Ai chưa cứu nội, đồng đội mình phải cứu này. Hai, lỡ bắt em. Ok chưa? Thái. Thoải mái mà. Đánh tới mà Trung ơi, đánh tới mà. Nhưng mà sao mày support mày ăn 5 mạng, tao không có mạng nào rồi. Kiểu gì?
Rồi được rồi. Thằng nào bên kia thằng nào? Anh lùi bên kia lùi sâu đi. Thằng mic mà em tím à? Rồi. Anh lùi sâu đi, lùi sâu đi, lùi sâu đi. Ok. Thằng này nhá, thằng này thầy chìm cá đi đâu em khỏe lắm rồi. Ok. Lên. Combo. Quy đi, quy đi, quy em đi. Đã quy, đã quy, đã quy. Vào vào này, vào em tay ngon, vào 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 này. Còn đừng chung ơi. Tu. Lại chiến hai được. Tranh đúp. Ai. Về nha. Bây giờ em mà combo chung đấy là anh đu đi ăn kiệt sức cho, ok chưa? Ok. Thế thì phải đứng ngay đi, nó không bắn gì vào đây đâu anh chị. Vào đây em, nó chỉ rỉa đến đây thôi. Nó chỉ quy vào đây thôi. Rồi. Combo ra. Xem combo ngu thế. Đây. Đùa mày trong bụi mày combo mày lặn lót tí là cút nó rồi. Qua trụ luôn chung ơi, qua trụ luôn không này. Mình đều anh em ơi. Mình đều. Đợi kìa có lương chung đuổi mic. Khó luôn mà. Là Trung ơi. Vô. Nghe chưa? Mày nghe anh chưa? Trung ơi mày nghe anh chưa Trung? Trung ơi. Vào phần đàm phát chỉnh lại vào phần mic bằng nào được. Ôi ơi, Trung ơi, deep được. Trung. Từ đá, để em. Rồi anh em. Từ đá, nha. Đúp em mày. Khó mà. Cái cung. Luôn. Sao mày lại úp vào khó thế? Ngon chú ơi. Lưa luôn đấy, tiếp luôn đấy. Tiếp được nha. Ok chưa? Mày lại ly xin ban Theon, à lại ly xin ra ban yếu à? Đang đứng trước ngõ A, có thể cho E xin cái lỗ tai được cả. Cảm ơn Huy nha, Huy ơi, đi về đi, không đủ lực đâu Huy ơi. Đi về đi em. Good job.
Đây đây anh Duyên làm thằng này với em một cái thôi. Anh em làm đúng một phát nhá. Trọn vẹn một cái thôi. Đấy nghe mic game nó ngọt vãi lìn thì đi cốt hổng nhau ấy. Cốt hổng nhau. À có muốn ăn gì ca để em mua qua rồi xin cái lỗ tai à? Ai à? Múa dân tộc múa căng nhà. Thoải mái Trung ơi. Riêng con Lee Sin này thoải mái đang gì? Trung hết tiền rồi mọi người. Ê, anh em không nhìn story em Trung à? Akali nhìn lên đồ anh chứ. Lên đồ kiểu này đang meta mà. Con này đang meta bên đồ đấy. Đang meta kiểu đấy mà nhiều đam lắm. Anh em đánh cái cặp này hơi chiến đấy chung. Ơ à, điều đấy anh em đứng lại kìa. Đi xét được không? Đi xét được không? Ê làm một combo khi một thằng chết luôn anh chị ạ. Chết con tí. Ôi chị là ghê anh chị. Chỉ đâu mà ghê. Cơ bản chứ. Gì đâu mà ghê. Không bơm thì cứ nói chứ thật. Là quý đồng nha. Giờ sao đánh lắc mo. Lắc mo. Em Trung vậy đánh mo à. Ngài kìa. Dễ nhỉ. Anh bẻ cái mic ra một tí đấy. Không phải đâu, là do mic đểu đấy anh em ơi. Siêu to cuối năm, băm ác khủng. Sở hữu ngay ác VIP chỉ từ 100k. Giảm giá lên tới 30% toàn bộ ác trên shop. Nhận ngay lượt quay mini game miễn phí khi truy cập shop. Nhanh tay đăng nhập shopduycom.com từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 1 để nhận quà siêu lớn ngày cuối năm nhỉ.